Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu quý vị độc giả tác phẩm Đơn ca tài tử Nam Bộ, khảo và luận của tác giả Nguyễn Phúc An. Đơn ca tài tử Nam Bộ, khảo và luận là công trình đã tổng hợp được những vốn liếng văn hóa lịch sử của ta, của người, cũng như sở học của tác giả Nguyễn Phúc An đã được thụ giáo từ những bậc nghệ nhân và nhà nghề. Bằng những điều đó, tác giả Nguyễn Phúc An đã kiến giải, biện luận và bổ túc cho những vấn đề căn bản của sinh hoạt đơn ca tài tử Nam Bộ. Tác phẩm Đơn ca tài tử Nam Bộ, khảo và luận của tác giả Nguyễn Phúc An hiện được bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ 14318 Rockhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843, điện thoại 1888-204-7749 và 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang web www.tulực.com.